Khôn lỏi khó bền, khôn ngoan khó bại. Làm người chỉ nên khôn ngoan chứ đừng khôn lỏi. Sống càng toan tính thì đời càng thua thiệt, lươn lẹo luồn lách để dễ leo lên, nhưng thành thật thì mới được kính trọng. Đỉnh cao của khôn ngoan chính là chân thành, thà thua một cách vinh quang còn hơn là chiến thắng bằng lươn lẹo. Chớ muốn mau chớ thấy lợi nhỏ, muốn mau thì không đạt, thấy lợi nhỏ thì việc lớn không thành. Đừng toan tính khôn lỏi, đừng cho rằng mình hơn người. Đã làm người thì không ai ngốc cả. Sống trên đời, lươn lẹo thì dễ, sống là chính mình thì mới khó. Người biết đủ mới là người hạnh phúc, người biết cho đi mới là người nhận lại, người biết chân thành mới là người được kính trọng.